việc này nó lợi hại cái đó nữa. Còn tôi nó giống mấy chuyện tầm thường đó. Yeah. Nó thiệt với ông nghe không? Tới chừng mà mãi mà bởi cái chúng sanh nó gây trước. Ông Phật ông thương hoài, ông giáo quỳ hoài vô cái gì vậy, ông thương hoài mà tới giờ đó. Nuôi dưỡng hoài ha. Nuôi dưỡng hoài tới giờ bị ông thương chúng sanh. Phật thương mẹ con. Yeah. Chứ tiêu diệt là năm mấy tí trước thầy ra đời 3 năm rồi. Thì Ngọc Hoàng nghĩ rồi Hoàng mới nói tôi chiến tiêu diệt. Rồi Phật cái thầy mình mới dạy thầy mình xuống là kiếm lợi. Dạ. Yeah, đuối báo gì đó. Mới vớt lại cái chiến lợi, chốt lại. Giờ này mà mình ở trong điểm vớt nó khỏe lắm luôn. Thầy mình nói kỳ xã đội này còn lúc ông không có giải ra. Yeah. Biết lúc là nhiêu ngài anh vậy ông giải ra xưa tu mừ mới là đất đạo, hôm nay một tu cũng đất theo phương xã tới mừ nữa còn một. Yeah. Phương tới mừ xã tới mừ đó mà không tu nó uổng không. Cái đó là cái lợi của bản thân mình liền bây giờ mà không làm nó uổng. Tu bây giờ đâu chuyển cái tâm xấu dời tâm ác thôi. Yeah. Thầy nói luôn. Không nghĩ cho hai lần nữa. Dạ, kính thưa chú Hai, cũng rất là nhiều bà con thắc mắc cái điều này, nhờ chú Hai cho bà con mình được nghe là khi ông bà cha mẹ mình quá giảng thì con cháu lúc sanh tiền phải làm những cái công việc gì, tạo những cái phước báo gì và làm sao để cho ông bà mình linh hồn cha mẹ được siêu thăng. Đó, nhờ chú Hai dạy cho con cái đề này ha. Dạ. Câu đó thầy cũng nói đó. Dạ. Còn sống thì khi chết đó. Dạ. Còn sống thì lo cho mẹ đó. Mà cái câu đó tôi có nói nhiều với trong mạng rồi tại vì đó. Dạ. Muốn mà bị trong cái điều gần gấp thứ nhất đó. Mà, là tam can. Dạ. Quân thần can. Rồi ngũ tứ can. Rồi phu thái can. Còn ông nói đây là phụ tử gan phước báo gì? Dạ. Yeah. Vừa sống vừa chết. Dạ. Dạ. Tặng ly. Nó nằm trong cái phụ tử gan. À, còn sống là mình chẳng hiểu làm sao. Dạ. Yeah, yeah, yeah. Khi chết chẳng hiểu làm sao. Dạ. Yeah, yeah. Vậy đó. Nằm ông hỏi câu đó là nằm trong phụ tử gan là chết. Yeah, yeah. Thành ra mình sống đó trong nhà thầy mình cũng nói đó là phải lo nuôi dưỡng cha mẹ là điều thứ nhất. Dạ. Yeah. Còn muốn là trả hiếu cho mẹ mà bây giờ nó nhẹ nè, cỡ mấy ông nó nhẹ nè, cỡ tôi sắp lên, cỡ ông bà sắp lên là 10 đứa con không. Dạ. Yeah. Mấy đứa con không? Đông mà muốn đền ơn cha mẹ, ông cho cha mẹ 1 tỷ bạc nuôi mà anh em về lộn quà cha mẹ nó cũng vô không trả hiếu cho mẹ. Anh em thử mới trang hiếu cho mẹ. Dạ, thứ nhất cho mẹ nó vui một cách không tưởng tượng. Thấy không? Thành ra ta muốn trang hiếu cho mẹ, thứ nhất là phải nuôi nắng. Còn mình gặp mình thứ hai, thứ năm, thứ sáu mà em mình nuôi. Giờ nó vào cái máy cả nó. Đi bằng nhiều, có tiền nhiều, nhắc nhiều, tiền ít nhất. Cha mẹ nhớ cái ơn là con mình, nó nhớ cho mình, hiểu cho mẹ. Thấy không? Yeah. Đó nhớ vậy đó cho già mẹ vui lòng tham ăn. Mà cái điều thứ nhất là phải nuôi nắng. Điều thứ nhì anh em phải tự nhau là để cho mẹ. Còn phải giữ hoài vậy đó, cha mẹ chết cũng giữ hoài luôn. Dạ. Yeah. Cũng giữ anh em thuận hoài để cha mẹ vui lòng tham ăn khi giá mặt. Yeah. Là cái đó là đền cho mẹ là phạm vụ. Còn đền ơn cha mẹ là phải gán tu đắc đạo là đền ơn đó mới ngon. Trong đó ông biết không, cái câu đó thầy có nói rầu nữa trong bài Sa Đéc á. Yeah. Sách là hồi xưa giờ sách sử trong kinh Phật hay là nhà nho hay là thơ tự gì hết là sách có chữ thăm ăn dục báo. Thăm là thăm nghĩa với cha mẹ mình hết mức không bao giờ bằng hết bị ta khen. Yeah, yeah. Dục báo là báo hiếu. Mà thầy nói ấy chẳng qua là bình thường, nói tới đầu Phật chứ Phật thích liều qua ngàn dặm bị cái hiếu thế gian đó. Yeah. Nó không cứu cha mẹ ta được. Yeah. Không có cứu mình được. Báo hiếu là đạo nhân thôi, là giữ hiếu và làm người thôi chứ không biết nó được.
còn sức thế gian là tu đắc đạo mới là xả hiếu. Người con biết tu mới là cái hiếu đạo cao ha. Hiếu đạo cao là bị có cơ hội đó, bị thầy nói luôn mà. Sách có gửi thăm ăn luộc báo dục báo ấy là bằng phận làm người hiếu hảo nó luôn chứ, thấy không? Chứ Phật thích điều quen ngàn dặm, mình gặp cơ hội tu được mình phải tu được nữa. Thành ra trong thiên Phật cái đóng xương đó, ông A Nan hỏi đó, ông nói giờ ông đập tan nó cậu mẹ đi á, chào giá không cho hiểu được thì có tu mới cho hiểu được. Dạ kiếp thời gian mà cơ hội mình tu được mình phải làm luôn, vừa cứu mình cứu cha mẹ cứu luôn cả. Mình không nghĩ thế nào ông nghĩ cha mẹ của kiếp này nghĩ kiếp dám đóng xương. Ông biết bao nhiêu đời ông làm cha, biết bao nhiêu đời làm con, biết bao nhiêu đó giờ cộng lên coi ông chết ông. Bởi thầy nói gốc người từ thượng đế xuống cây ăn là mình hồi đó giờ có linh hồn biết bao nhiêu mà mình mê nhiễm chẳng ai. Dạ đúng được. Thành ra cha mẹ mình hàng hà gia số, mình cũng hàng hà gia số, là cái đó là có tu đó nghe không, còn không tu nghe làm lại thú hàng hà gia số luôn. Dạ mà nó lợi hại có cái này luôn đó. Khi này mà mình ráng tu tự làm người sắp lên bị thầy nói ít nhiều hay rồi ông coi, ông biết tội với phước, mình biết tội với phước mà mình tuổi cho người đời là vậy đó, không giữ được làm người kiếp sau làm thú biết nào lắm. Ông biết trí óc, biết khôn dạy, biết tiền bạc, biết hết trơn trên thế gian mà tu còn không nấu ủa gì làm thú biết nào tu, nó nguy hiểm mà cái không nói. Ăn dơ ở giá không biết nào lên, rồi ngạ quỷ rồi xuất sanh nữa rồi địa ngục nữa, nguy hiểm lắm. Thành ra kỳ này mà gặp xong rồi mà không tắm nó rửa cho nó uống. Yeah. Giữa đông là thầy rút đó, nó giữa đông là bọn lại có xong là thầy rút. Yeah. Nó đưa khô hàng là thầy rút, có nước tướng, nước tướng. Nó hay vậy đó. Mà nó năm hai ba cái lợi trong này nữa. Nó lợi là mình nói nãy giờ là nói người đời, nó lợi là cái đời của mình luôn. Sống trong cái đời hạ quân này, sống cái đời cái chế đắc tiêu diệt này nó lợi hai cái đó nữa. Bọn tu nó uống nó. Chứ không có chuyện nằm thương đâu. Yeah. Thiệt với ông nghe không? Tới chừng mà mãi mà bởi cái chúng sanh nó gây trước. Ông Phật ông thương hoài, ông giáo quỳ hoài vô tiêu diệt rồi, ông thương hoài mà tới giờ đó. Nuôi dưỡng hoài ha. Nuôi dưỡng hoài tới giờ bị ông thương chúng sanh. Phật thương mẹ con. Yeah. Chứ tiêu diệt là năm Minh Tý trước thầy ở đời 3 năm rồi. Thì Ngọc Hoàng nghĩ, Ngọc Hoàng mới nói tôi chín tiêu diệt. Rồi Phật cái thầy mình mới dạy thầy mình xuống rồi kiếm lời. Dạ yeah, nuôi báo gì đó mới vớt lại cái chiếc lại chốt lại giờ này mà mình ở trong điểm vớt nó khỏe lắm luôn. Thầy mình nói kỳ xã đội này còn lúc ông không có giải ra. Yeah. Biết lúc là nhiêu ngày anh nghĩ ông giải ra xưa tu mừ mới là đất đạo, nay một tu cũng đất theo hướng xã tới mừ đó còn một. Dạ phương tu xã tới mừ đó mà không tu nó uổng không. Cái đó là cái lợi của bản thân mình liền bây giờ mà không làm nó uổng. Tôi bây giờ đâu chuyển cái tâm xấu về tâm ác thôi. Dạ. Yeah. Thầy nói luôn. Tà với chánh còn đưa trà trộn cho mình. Mà hơi mình nghĩ thiện, hơi nghĩ ác, hơi mình làm tốt, hơi mình làm xấu. Người muốn tu phải gắng lọc lừa. Dạ. Yeah. Bữa là gì? Là người tu là thiền, tà định, là thiền là giác, là biết tội, biết phước, biết cái trà đắc, biết xấu. Mà tôi nói nãy giờ là gì? Lọc lừa ra. Là tha cái vàng đó. Chỉ đó. Giữ giới trang nghiêm hoài kiếp khổ mà phải coi cuộc đời này giả tạm mới được. Coi giờ này coi cuộc đời này thiệt là không bao giờ tu được. Mà tại người đời với là mấy anh em mà chưa tu thấy cực cực chứ. Ông càng tu càng khỏe. Mà người này biết cách mới tu khỏe. Chứ không phải, chứ không phải. Còn không biết cách tu phiền não giận hờn lắm. Sao dòm người đời hoài cái tay ta thua người đời. vậy đó thấy không? Dạ. Vậy đó. Thành ra cái người tu mà biết cách rồi đấy không? Ông cũng sẵn sẵn giống thầy nói thăng liên tục mà. Ông còn vợ con mà, ông còn dâm dục, ông còn ham giàu nghèo mà. Mà tâm liệt của ông ơi. Là gặp cánh gì cũng nói nhân duyên nó vậy rồi. Tâm liệt ông ơi là biết không? Hồi xưa đó, hồi chừng mấy chục năm trước ông biết cái dân mình ruộng đó là sắm tem lửa không đó. Dạ. Yeah. 1.001 giỏ lúa, 11 cây vàng mới được một cái tấm lửa. Mà anh em luôn nè, nó nói được là mất cái tấm lửa đó.
mà mẹ tôi cũng vẫn buồn mà năn nỉ luôn, mắc rồi thôi đừng buồn hả con, là mẹ con mình mần nữa sống nữa cái gì, cái nghiệp mày đó mày lấy người ta giờ tao lấy đời. Yeah. Đó, vậy đâu con mình mắc mình không buồn, lỡ mình mắc là ai gây mình, mình phải sống anh hùng những được, con này tới ăn con mà ăn hiếp nữa, mình mắc ai gây mình, con mình mắc em chửi của quá nhá, mình không đúng với lực làm người cũng không đúng luôn đó. Nó muốn là mắc không, đứa nít 3 tuổi là ông cho kẹo mà ông lấy là không được, nó giữ của cái gì. Con mình là mắc tại cái nghiệp cái trước hay là nó xử ý vậy thôi, còn mình mắc ai gây mình phải sống anh hùng như mới được. Trí tuệ là thiền đó, là giác biết xét biết chuyện hay quấy của làm cha mẹ đó. Mức độ đó cái tôi vậy đó, mà lòn cái mình không biết con mình mắc mình gầy, anh mắc mình gầy mà mình mắc ai gầy mình, cái ngã mình không mà phải chuyển lại bình đẳng. Mình làm nghịch nên làm nghịch cho trong giảng thầy không thành gia đình lộn xộn. Tôi giờ nè tôi theo thầy nè, tôi theo đứa nít 3 tuổi tôi theo nó là nó giỡn, hồi đó mình giỡn cũng vậy, thành đến nó giỡn nó làm mình vui theo nó, cái đó mình giỡn ai gầy mình. Rồi tới đứa nít 20 tuổi tôi theo nó, hồi đó nó dọn nó ham vợ con rồi nó ham đẹp con chết đó, thì mình tôi theo nó khi bằng chấp mà không chấp, chấp là không làm theo nó mà chỉ làm nó mình đừng gỡ đó, đừng chấp, chỉ khuyên nó nghĩ thôi. Con cháu nội hay là anh em bạn gì cái chặt cái gì nó nghĩ không là mới đúng thôi thầy. Yeah. Có lỗ lầm thầy nó không biết ai. Con cháu họ bè bạn bè chứ có hùng hào đừng chửi đừng rủa đừng cao đừng bơi đem lời hiền đức đốc tư mà thằng mà giáo quá cho mới thằng dạy không à, còn này chở vô mày dậy không à. Yeah, làm chặt lắc cái thầy chặt lắc cái thầy không à. Yeah. Thầy nó có lỗ lầm là thầy bao la lắm, chung luôn thế gian chung đó là trong mình nhà mày dậy, còn lỗ lầm ở ngoài á thì ta làm quấy cho mình cũng phải luôn luôn làm phải nhỏ là để giá thấy không, mình làm đúng thế này là gì đó, làm thành ra tâm mình nó an là phá ngã là ở câu đó thầy dạy trùng hợp nhiều lắm đó. Thầy nói xét bắt luôn người xét luôn mình mới tha thứ được. Mình không tu mình cũng quýnh bài, mình không tu mình cũng đá gà, mình không tu cũng chơi bời đần điếm, giờ mình nghĩ tu gặp ta ghét lãng không. Hả? Mà nhiều tay đồng đạo mình ưu bị vô đó. Yeah. Mới ăn tươi có 1-2 năm mà gặp quá đá gà ghét gần chết, gặp bánh bài ghét gần chết, mà nó hỏi mình ghét không hỏi lợi nữa, ông nội thua nó nữa. Chợ nó thua nữa chứ gặp mình nó mừng, mà sao mình người tu gặp nó ghét. Yeah. Thấy không, đi đảo ngược đường tu. Câu đó ông nằm cái nào không, tôi kinh nghiệm 20-30 năm cư sĩ mà lên núi ngồi niệm Phật mới có đó, mới thấy nó ra đó. Yeah. Mà rốt cuộc thầy nói rồi mà mình nghe bé bảy đọc giỏi không có nghe từ câu mà hiểu hiểu lý, thấy không, thì ở đây tự nó phát triển mà rốt cuộc trong giảng thầy nói rồi mà mình chỉ nghe đọc giỏi không, con nhỏ con khuya đọc giỏi nó đọc giỏi không, cái trong lý nó có lý đó. Bởi thầy nói nghe rồi phải hiểu lý mới làm đắc đạo, nó nói sao kỳ ta, thầy mới ra đời có mấy chục năm nay mà thầy nói ta ẩn thái sắc phàm nhìn đạo Thích Ca, ta một đệ tử chung thần Thích Ca. Yeah. Theo lục tố theo thần tú, thầy là một nhà sư mà. Yeah, yeah. Mà cho thầy nói tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Yeah. À, mà thầy là mới, mình nghĩ vậy thôi, nghĩ phàm phu mình vậy thôi, mà trong giảng thầy nói rồi nó cũ cái gì nè, này lối cũ phải pháp cũ. Dạ, dạ, lối cũ ha. Lối cũ là cái lối quen của mình, quen từ đời nhiều kiếp mà là quen chữ thề nè. Yeah. Quen nóng giận nè, quen ham muốn nè, mà tu 20-30 năm mà tánh nóng còn hoài là lối cũ. Tu 20-30 năm mà còn tham hoài lối cũ, không gần dương không được. Yeah, thấy không, lối cũ ha. Yeah. Mời bố cũ vậy đó, tu 20-30 năm mà khó hoài, nhiều cha tôi còn đại ngu nữa. Thì quá, cho đã có tay đi. Đây chỗ lối cũ rồi. À, nhiều tay rồi đại ngu đó, là chú bác của tôi mới nói đại ngu đi vậy đó. Để đồ tóc như tôi là tôi giờ nói tóc vậy đó. Đi làm xã hội mấy chục năm ăn chơi người tới giờ luôn mà lối cũ đó vậy đó. Ôi đi đâu nhịn ai được gì về nhà nhịn vợ con được. Ăn quen ăn hiếp.
Ở ngoài, ở ngoài dân ta lại bị ông lẽ gầy lộn, ta quánh lộn. Vì nhà ăn hiếp em mình không lẽ quánh mình, ăn hiếp anh mình không lẽ quánh mình. Cái ngã mình ta cũng lớn, ăn hiếp vợ mình xạo không, đại ngu. Vì ăn hiếp vợ con không, không nổi, chết rồi, chết rồi. Mình sống với vợ mình 20 năm mình không biết tánh hả? Mình giống với chồng mình 20 năm không tánh hả? Bây giờ nè, tôi thấy mấy năm nay nó đỡ đó. Chứ hồi trước á, đàn bà ở quê nó ngu một cách không tưởng tượng đâu, nói vậy. Chồng đi nhậu về, cái còn giỏi quánh đi, đưa cái mặt nó quánh đá tay, không né. Ngu quá, nó quắc hoài luôn. Chồng mình về hơi quạo, làm bộ, đi tiểu, đi chợ, dốt luôn, mà hơi nó ngủ, em ngu, khỏe ghê. Cái đó là cái ấy, còn cái người vợ khôn nữa, là ngon luôn. Vui về tới, chàng ô, sao ông đi đâu sẽ mời vợ ông nhậu say rồi tôi vô tôi giả rượu cho chỉ có bé ngu quá ngon không tình nghĩa thì vợ chồng vợ ngủ dài gái rồi bỏ lấy nữa còn này giờ không có đâu heo rồi. bởi thầy nói địa ngục tại tâm làm quấy gì thì này tự cái tâm mình nghĩ không trong mình dạy gì mà mình là một người ngon lành là kêu thật tôi ông đi nhậu tôi say rồi để tôi giả rượu cho rồi làm sao quánh mình rồi này rượu nó người ta quý quá thấy không thành ra cái chỉ cái tư tưởng không đổ chút xíu thì tiền mặt đổ chút xíu mà mua không bao giờ người chồng quánh vợ được ở ừ, gì ông sao ông ke vô sao ông nhậu say như vậy vô tôi giả vô rồi sao quánh thấy không giờ mà dài thì ông thấy vợ ông cực quá ông nghĩ cũng người ta quánh mình tại mình người ta thương mình tại mình người ta ghét mình tại mình bởi thầy mình ông nói tự thân tạo lấy mà ôm cái sầu mà mua cái sầu chứ tự mình không à thấy không đừng đối thừa vợ con đừng đối thừa những mê nhiễm mà đừng đối thừa vợ con thì ông Phật ông nói luôn Phật Thích Ca ông nói nhất thiết di tâm tạo cái gì mình làm cái như mình nóng vợ con mình còn can mình nữa tự mình còn tạo mà giờ ông muốn đi núi nè là ý ông cái tâm ông muốn đi mới đi ông không muốn đi có ai người nào uống được tâm mình tạo không. Thầy mình ông nói cái lý đó ông nào đắc cái khác thầy cái lý đó mà từ khác thầy mình nói cái gì tâm là quý ma kia là Phật nó ba tại nó thấy không cũng tâm tạo ra không à thành ra người tu nhớ gì đó phải đổi lời không cũng dễ mà không tưởng tượng nổi Đức Phật nha bà mày chúng tôi nghĩ là phạm phụ tôi thôi là mình nghĩ gia đình mình thôi thương nhau quá thấy đẹp thương nhau quá đẹp là ổng thương hết muôn loài nhân vật mà lâu rồi công đức nó hiện lên nó gặp là thương liền gặp thương liền thấy đẹp gặp thương liền tôi nghĩ là phụ tôi là gì tới con thú gặp con thương luôn lòng từ bi của mình thương nó và là nó ảnh hưởng cái thương của mình nó quý báu gì lòng từ bi sánh để ngọc ngà sánh ông nổi từ bi là thương xót quý báu vậy đó thành ra cái tu nó ít lợi dữ lắm luôn đổi lợi cái nó khỏe lắm luôn vậy đó thành ra tôi mới tập tình thương nó mà không tập cái đường này mà tập cái nguyện tu giải thoát là độ ông mà độ hết tất cả chúng sanh thành ra tôi không phân biệt chúng sanh phải có nguyện lắm vậy không hơn tuổi chúng sanh mới có tình thương. Thấy không? Cái câu điều thứ 8 á, làm sao mình không được đạt cái đó, làm sao mình làm nổi? Ông hỏi dữ dân á, tóm tóc, phải thương yêu lẫn nhau. Như con một cha, như dắt nhau vô đường lý rồi, thì giới liệt như trò chơi rồi. Còn ông mắt cái này rồi, giữ giới gì nổi. Thầy ông dạy hay dưới lúc luôn á. Vậy đó. Còn bây giờ mình làm đó không nổi. Mượn câu niệm Phật là, từ từ nó mới mang. Mình nhớ Phật đâu nghĩ quấy. Nhớ Phật tình thương mà phải nguyện giải thoát là người nào muốn giải thoát được giải thoát người nào muốn tu làm giàu vô đạo hảo không tu giải thoát thì giàu ông nội của tôi giàu dữ lắm luôn ông mua bán gì coi mà ông bố thí lai gai rồi tao lựa mua ông hoài luôn rồi ông giàu cha ông quánh bài cờ bạc liền cho dân ông giàu cha luôn tu đời vô đạo giàu dữ lắm ông ơi tiết kiệm được cái tư đối tượng ông này. Có mua bán gì heo người ta nói ông này cũng làm phước lai gai mà mua ông thì chắc ăn rồi lựa mua ngàn một ngày một thêm. Ê, giờ đừng nói, ông khỏi mắng vậy.